Em chào các quý các bác và anh chị ạ. Anh chị nhận hàng thì chú ý hộ là bên em kê rất là chắc chắn nhỉ? Ở đây là lớp trong rồi, nó còn lớp ngoài còn bọc này cho các bác nữa. Tất cả các đại lý đều ấy, chiếc tay này thì các bạn có thể đựng được nhiều máy, các bạn có thể tháo ra, các bạn cũng cho vào. Cái này khá hơi chắc, cái này thì các bạn có thể nhìn xuyên vào cái bản này. Ôi, điện thoại là anh mượn điện thoại cầm đấy không? Đấy, bạn có thể nhét được 30 cái điện thoại vào đây luôn. Chỗ này nhét được khoảng gần chục con đấy. Một ngăn này nhét được vài con, nhiều đấy. Có thể nhét được linh kiện bỏ ra ngoài đây. Đấy. Đấy. Các bạn chú ý đây là bên em đóng như này đấy. Còn ngoài ra bên trong cái lớp của nó thì các hộp này đều có bọc thêm một lần nữa rồi. Nên nếu mà bên nó ném quá mà nó thấy biến dạng bên ngoài thì các bác phải gọi ngay ship và lập biên bản giúp cho em, thì để bên em còn làm việc với cái bên ship đấy. Còn tất cả các thứ ta đều kiểm tra hết trước khi đóng cho các đại lý, kể cả đại lý xuống cả công. Đó, cảm ơn các bác nha.